máy hút chân không DZ300A. Có quá nhiều thức ăn cần phải bảo quản, khó buộc, khó tháo, không khí lọt vào, tốn diện tích cất giữ, không đảm bảo vệ sinh. Không những thế, thức ăn còn dễ bị ôi thiêu. Giới thiệu công nghệ đột phá mới giúp thay đổi thói quen cũ của bạn. Máy hút chân không DZ300A bảo quản thực phẩm gia đình và công nghiệp, hàng, hút, được miệng túi của nhiều loại túi khác nhau, loại trừ quá trình oxy hóa, ngăn chặn côn trùng, vi khuẩn xâm nhập, bảo vệ sự ổn định của màu sắc, hương vị thực phẩm, giữ độ ẩm tự nhiên, bảo quản gấp nhiều lần so với cách thông thường, tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, an toàn sức khỏe, tiện dụng cho gia đình, không mất diện tích, kích thước nhỏ gọn. Bảo quản thực phẩm bằng cách hút chân không như thế nào? Hút chân không là cách bảo quản thực phẩm thông qua con đường hút hết không khí trong bao bì để vi khuẩn không thể làm hỏng thức ăn, giảm chất lượng. Cách bảo quản thực phẩm này có nhiều ưu điểm như đơn giản, nhanh chóng, tiết kiệm nhưng lại giúp thực phẩm luôn tươi mới, bảo toàn chất lượng dinh dưỡng, có thể tồn trữ lâu ngày. Chúng ta có thể hút chân không với những mặt hàng thực phẩm nào? Đối với thực phẩm, bất cứ loại thực phẩm nào chúng ta đều có thể hút chân không. Với thức ăn tươi sống như thịt, cá, gia cầm, hải sản và rau tươi, máy hút chân không đảm bảo lưu trữ được thức ăn tươi hơn, lâu hơn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng máy để bảo quản thức ăn khi bạn di chuyển đến cơ quan hay đi picnic. Các loại hạt cũng rất dễ dàng bảo quản với máy hút chân không DZ300A. Bạn hãy thử so sánh nhé. Đây là cách bảo quản thực phẩm thông thường, còn đây là cách bảo quản thực phẩm với máy hút chân không DZ300A. Đối với các vật dụng cá nhân khác như quần áo, máy ảnh, điện thoại cũng được bảo quản rất dễ dàng. DZ300A phù hợp với nhiều loại bao bì và hầu hết các bao bì ép chân không này đều có thể tái sử dụng nhiều lần sau khi đã được rửa sạch, giúp tiết kiệm khi sử dụng. Với máy hút chân không DZ300A, đồ dùng sẽ được bảo quản mà không khí không thể lọt vào được, túi rất dai và không thấm nước. Thật đơn giản khi hút chân không với túi, chỉ cần nhấn một nút và giữ cho đến khi máy hoàn tất quy trình hút không khí là xong. Thực phẩm dễ dàng được cất giữ. Máy hút chân không DZ300A, sản phẩm đồng hành với người nội trợ thông minh,